tử vi về ngày 21 tháng 12 âm lịch Tân Tỵ. Xin kính chào quý khán giả của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý anh chị thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về vận trình 12 con giáp ngày 21 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong ngày hôm nay, con giáp nào sẽ gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt, con giáp nào đen đủi, xui xẻo đủ đường, công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh. Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiện trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan về ngày 21 tháng 12 âm lịch. Ngày 21 tháng 12 năm 2020 âm lịch còn gọi là ngày 21 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 2 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim, tức kim chân đèn, do Tỵ và Hợi chính xung, Tân Âm. Tân Âm Kim khắc Ất Dương Mộc, Đinh Dương Hỏa khắc Tân Dương Kim. Đây gọi là thiên khắc địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 và Đinh Hợi sinh năm 2007. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 21 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Tân Âm Kim là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày tốt lành cho những gia chủ tuổi Tý. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt thì sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt cũng đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày có văn xương quý nhân trường mệnh là các tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý trong ngày có hung thần kiếp sát gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Tân âm kim là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Sửu nên hết sức chú ý và cẩn thận. Hơn nữa, vì Tý, Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, phát triển cho những người tuổi Sửu. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Tân âm kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn trong ngày còn có hai các thần là Thiên Ất và Thái Cực. Đây đều là ngôi sao may mắn, sẽ có được tinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp Thái Tuế tương sinh lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Tân âm kim là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Mão nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Trong ngày có mã tinh chiếu mệnh là tướng bôn ba nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận,
Hợi, Mão, Mùi, Đề Cập Khung, Hóa Cát, Triều Quý Nhân, Tài Lộc, Thứ Năm, Tuổi Thìn. Thì Dương Thổ gặp Tân Âm Kim là Thương Quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Thìn trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Tuy nhiên vào ngày Tân Tỵ, gia chủ tuổi Thìn có hai hung tinh chiếu mệnh, đó là Thiên La Địa Võng và Kiếp Sát, cần chú ý cẩn trọng trong mọi công việc. Đặc biệt, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với Thái Tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp Tân âm kim là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tỵ sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. May mắn trong ngày, người tuổi Tỵ gặp được hai cát tinh đóng mệnh là Phúc Tinh và Quốc Ấn. Phúc Tinh giáng chiếu cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Còn các tinh quốc ấn chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Tỵ nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn và cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Những người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh, thái tuế Tý, thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lương vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam sắc khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa gặp Tân âm kim là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Cho nên trong ngày, những gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Do trong ngày có nạp âm là hỏa nên cần chú ý nhiều về vấn đề các bệnh liên quan tới đường hô hấp nhiều hơn. Trong ngày còn có thiên ất quý nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý, thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân, công kích và tránh những rắc rối, thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Mùi. Tuổi Mùi, Mùi âm hỏa gặp canh dương kim là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Cho nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Mùi cần hết sức chú ý và cẩn thận, không khinh suất trong mọi công việc. Trong ngày còn có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chống thương trường. Tuy vậy mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Đặc biệt vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tý có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận sự, sự nghiệp, tài vận sẽ đều phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp Tân âm kim là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Thân trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bản mệnh cũng cần chú ý trong ngày này có hai hung tinh là Kình Dương và Kiếp Sát chiếu mệnh, đều là những sao chủ về tai họa, thường tật, nên gia chủ cần chú ý ngay những lời mời nhờ vả liên quan đến phạm pháp, giấy tờ, đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những lời tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Đặc biệt bước sang năm 2020, thái tuế Tý, thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp của các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. 10. Tuổi Dậu.
Sổ âm kim gặp tân âm kim là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày còn có cát tinh là thiên lộc đóng mệnh, đây là một cát tinh đem đến tài lộc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Ngoài ra, quý gia chủ rơi vào năm Canh Tí 2020 do sậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tí Thủy nên còn gọi là phá thái tuế, vận thế năm nay ảm đạm có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ nên sử dụng vòng tam giác khai vận, tị, dậu, sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. Quy 1 tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp tân âm kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tuất trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Bên cạnh đó, vận trình cho năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn tài lộc trong cả năm. 12 tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp tân âm kim là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ nên có cơ hội chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày có mê tinh chiếu mệnh là tướng buôn ba nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. May mắn còn có hai cát tinh là thái cực và kim dư là phú quý. Trong ngày này, bản mệnh sẽ có nhiều tài lộc và quý nhân đến với những người tuổi Hợi. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi và năm Canh Tí 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kép tài tinh cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 21 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!